sau đó em gót chân bỏ nhau đất nhưng mà lên lớp 5 mờ tủ sách từ đường Air Force One chạy đường tắt trong cái xe trong sân vở bài tập tao đã trang giấy trắng đi tao trong cái tuần mấy cái con váy ngắn tao tập tiền thêm cả mấy em tóc xoăn thấy lại cái áo đi học và tao nói một ngày tao trở thành sân cầm máy chưa bao giờ có nhu cầu đến lớp ngồi tính đạo hàng với các bạn bậc hai quên cả bút và thay vì làm bài tập tao lại hàng ngày bật mấy cái kênh YouTube của Dre và Snoop để mà tăng lượt like rồi đến chưa phải lúc để mày ăn subscribe and you bitch như mày có chuyện hình cá và xem phim khi mày về nhà mà nằm điều hòa và chiều ngồi rap về pin ra đường hóng mát và xe dream thì tao phải ngồi trong tiết nghe giảng và chờ cô viết tên bà về chiếc học mát và lady với cái đầu toàn vần thì tao vô cảm và cái lúc cô giảng mấy cái bài nâng cao đối với tao đơn giản kiến thức cơ bản những ngày ôn thi mà chán chết tao mở cửa lớp học mà đi ra trong VR mà đi vào quán net tao đi đá bét hoặc là FIFA tao với cả một đám nhóc nhà quê cùng đi ăn phở rồi đá cốc cà phê tắt đi cái nhạc gây pop mà nghe thằng rapper da trắng với mái tóc phẳng huê cất bước mình ngang dáng điệu và tao đốt thuốc trên bàn dám hiệu từ khi tao bước vào lớp từ khi tao bước vào lớp bàn đùa thế thôi tao yêu cô sao tao nhất đấy mấy con số qua mắt khiến cho tao yêu muốn toàn chỉ kim không phải không tạm là mê ly đồng hồ xếp bạc cứ đi vàng bé kỳ trinh đánh răng rửa mặt còn mãi ăn sáng xong đi thuê thằng này trong phòng thi đủ loại thành phần tốt đẹp cho đến xấu nhất thằng ăn mặc chất như là giám đốc công ty có con bồi kẻ đầu mi mà tôi phật mắt vẫn còn ngủ quên mất mà lại không đi để thấy hồ nghi ngồi cáu gắt có thằng đầu đất cả buổi chỉ có ngồi đầu mắt và cái giám thị trông thi thằng khoanh đáp án đã hàng rào tạo chuyện nhận dãi ra bạn học viên chưa tự mình hái ra vàng ngọc đã mang phong thái
dreams.